Nãy mình xay tất cả là 10 cái tỏi. Bỏ đây. Thì mình xay tỏi ra thì mình phải ngưng khoảng nửa tiếng, hơn nửa tiếng là cho nó hết mùi nồng, mùi cay rồi bắt đầu mình mới làm tiếp. Cho nên nãy mình xay tỏi mình bỏ đây. Xong rồi giờ bắt đầu mình làm tiếp nha, xay nhuyễn ra nha. Xô này là xô 80 lít nè. Đó. Xô 80 lít. Cho nên bữa nay mình làm 80 lít. Mình nhắc lại lần nữa nha, chứ có nhiều bạn đổ thừa tại sao mình làm tốn kém nha. Tại vì theo tiêu chuẩn á, là mấy bạn 80 lít á, thì mấy bạn làm chỉ cần, nếu tiết kiệm thì 6 ký tỏi cũng được, chứ không có gì hết á, 6 ký thôi. 80 lít thì 6 ký tỏi cũng được, cũng tương đối được rồi, tương đối ngon rồi đó. Nhưng mà có nhiều bạn thích làm 7 ký, 8 ký cũng được. Nhưng mà mình đợt này mình mua gặp chúng cái tỏi tỏi giạt á, nó rẻ. Cho nên là có 32.000 ký, mình mua luôn 10 ký mình làm luôn. Thì mình làm đậm thì mai mốt mình mỗi lần mình làm cám thì mình bỏ ít lại tí thì nó cũng vậy thôi. Với lại đợt này dịch bệnh nhiều thì mình làm đậm tí cũng tốt, không có gì hết. Thì giờ 80 lít á, là làm giống y mình nha. Làm giống y mình là mình bỏ 10 ký đó. Rồi mình sẽ bỏ 10 kg mật rỉ đường nữa. Nhưng cái xô này xô nước nè, nước lạnh nè. Thì bây giờ trước khi mình bỏ, nó dính cái xô này, làm mình xách men mấy bữa này nó dính mấy cái màng men, mình bỏ nước vô cho nó loãng cái tỏi ra rồi thì bắt đầu mình mới tiếp tục mình bỏ những cái nguyên liệu cái vô để cho nó mình múc ra bớt, chứ sợ đổ vô nó tạt nước này, nó nước này. Chừa lại tí, ít tí nữa mình rửa tay. Rồi mình đổ nước vô rồi. Giờ bắt đầu mình bỏ mật rỉ đường đi. Hai mươi sáu ký còn 25,5 kg, ca nữ ký 25,5 kg, 26 kg đi. Cân cả này 26 kg. Giờ mình bỏ 10 kg thì mình đổ xong mình cân lại còn 16 kg là được. Mới đầu hồi hồi xưa mình làm, mình chưa chưa làm cái này, dưới mình không có ai bán hết, dưới cái vùng mình không có ai làm cám cho nên không ai bán này hết. Mình làm bằng toàn là đường đường cát, cục vàng vàng đen đen đó, mình về mình nấu nó mình làm không à. Giờ người ta mới bán cái này mới có, là 26 mình đổ vô đây 10 là còn 16 nha. Mình đổ xong mình cân lại còn 16 là được. Nếu mà ai có điều kiện cho 11, 12 kg cũng không sao hết á. Nó đậm đặc thôi. Đậm đặc thì mai mốt mình làm ít lại men, mình làm ít lại tí thôi cũng được, không sao hết. Chứ không, dư tốt thôi chứ không có gì hết á. Chỉ sợ thiếu thôi chứ. Dư thì tốt. Rồi, mình cân thử nha. Nãy là 26. Rồi. Còn có 14 à, chết. Giờ lại xuống 12 kg luôn. Xuống của mình hết 12 kg luôn rồi. Thì kệ đó, 12 cũng được không sao hết. Tại vì đường nhiều á thì nó kích thích men phát triển mạnh. Men phát triển mạnh nó nuôi men được lâu, mình để được lâu. Nếu mà có đường nhiều thì mình bảo quản, thứ nhất là bảo quản được cái xô này lâu, lâu hư. Thay vì ít đường thì mình bảo quản 1 tháng, tháng mấy, 2 tháng, nhiều đường thì mình bảo quản tăng lên là 3 tháng, 4 tháng. Ví dụ vậy đó. Với lại nhiều đường thì cám nó chất lượng thôi, không gì hết. Rồi. Mấy lần trước á là mỗi lần mình làm cái xô 60 lít á thì mình sẽ mua 3 lít rượu mạnh là hết 90 ngàn, mình bỏ vô đây.
để cho nó có thêm cái phần trăm men rượu, để cho nó men rượu thì nó rất tốt cho con heo, nhưng mà ở vừa mức thôi. Thì bắt đầu mình suy nghĩ á, men rượu á là nó sống bằng cơm, thường thường người ta nấu cơm, người ta bóp với nước, người ta bỏ men lên để cho nó ăn cơm, nó ăn cái cơm cơm mềm cơm nhão đó, rồi nó sinh sôi nảy nở phát triển mạnh lên, là men rượu nó sống nhờ cơm chứ nó không có sống được bằng này. Nhưng mà cuối cùng một thời gian đầu mình làm, mình bỏ rượu vô đây thì mình thấy men rượu nó phát triển trong đây, thì men rượu phát triển được trong đây, thì cuối cùng bây giờ mình không không mua rượu nữa, thay vì 90 ngàn đó thì mình để dành 90 ngàn đó mình bổ sung thêm vào tỏi với mật rỉ đường là nó chất lượng hơn. 90 ngàn đó mình bổ sung vô tỏi với mật rỉ đường, còn giờ mình không bỏ cái đó nữa, mình bỏ bỏ cái men này, men bột này luôn trực tiếp, để vô tự nó vô trong đây nó phát triển, sinh sôi phát triển trong đây luôn. Gói này là hơn 50 gram xíu nè, gói này 50 gram, 100 gram mà một lạng một gói này, nhưng mà hôm bữa mình xài hết miếng rồi, giờ còn cỡ 70 gram. Bảy mươi bỏ hết luôn đi, cái xô này to mà. Xô này to mà mình làm đậm đặc, mình xài dần từ từ thì không có nhiều đâu. Cái men này thì mình bỏ vừa mất thôi nha, chứ nếu mình bỏ hơi nhiều thì nó tốt cho heo thịt nhưng mà không tốt cho heo nái, cho nên men này mình vừa, cái thùng này mình vừa làm cám heo nái vừa làm cám heo thịt heo con luôn, cho nên mình bỏ vừa thôi để cho nó tốt cho cả heo nái heo thịt. Rồi men rượu thì mình bỏ từ 60 70 tới 100 gram cũng được, không gì hết á. Rồi nãy mình bỏ là men rượu nha, cái này là men rượu đó, men nấu rượu. Để mình quay gần lại ha. Rồi bây giờ tiếp tục là mình sẽ bỏ tới cái này. Men, cái này là men phương Nam. Men phương Nam. Đây, mình quay kỹ cho mấy bạn không thấy. Men này men phương Nam nha. Cái này là gói, này gói men. Bây giờ mình sẽ bỏ vô đây. Đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất đề ra là 100 lít thì là một lạng men. Nhưng mà mình làm á, cái tính mình làm cái nào nó cũng đậm hết á, cho nên mình sẽ làm một lạng rưỡi nha, hơn lạng thôi, hơn lạng cũng được. Hơn lạng thì cái muỗng này là 30 gram, muỗng đầy dung lên 30 gram thì 4 muỗng là lạng 2, mình sẽ làm một lạng 2, 120 gram. Rồi 120 gram. Xong rồi đến cái này. Cái này là cũng công ty phương Nam luôn, nhưng mà người ta gọi là phụ gia dinh dưỡng. Cái này là protein á, protein lớn hơn hoặc bằng 70%. Cái gói này á là nó bỏ vô là để nó nuôi con men nha, nuôi men sinh trưởng mạnh phát triển mạnh nha, rồi nó nuôi men, rồi bắt đầu nó sẽ tạo ra được một cái axit amin khoáng vitamin. Cái này có, cái này là men phát triển mạnh nha. Cái này á là nuôi men phát triển mạnh, rồi nó sẽ tạo ra được một cái loại men, nước men.
Thì trong cái nước men này á, là nó sẽ có rất nhiều axit amin trong đây nha. Axit amin là cái dinh dưỡng để nó kích thích tiêu hóa, rồi tăng sức đề kháng, hồng da bóng lông mướt, với lại tăng sức đề kháng, ngừa các loại bệnh lặt vặt thời tiết. Rồi nó cung cấp khoáng với vitamin nữa. Thì bây giờ mình cũng bỏ 120 gram giống y vậy luôn. Đáng lý ra cái này bỏ 80 gram là đúng nhà tiêu chuẩn nhà sản xuất. Nhưng mà mình làm nó đậm hơn thì mình làm 120 gram là 4 muỗng. 2 3 4. Mình thêm miếng nữa, tại cái muỗng này nó không được dùng, thêm miếng nữa. 120 gram. Rồi. Xếp cái này. Vậy là ở trong cái xô này á là tất cả là ký tỏi, 12 ký mật để đường, với 120 gram men, 120 gram phụ gia, 120 hoặc 130 gì cũng được, với lại 70 gram, 70 gram men rượu. Cái này nước nha, cái này nước nãy còn. Rồi bây giờ đầy đủ hết rồi, đâu còn gì nữa đâu. Tỏi nè, mật rỉ đường nè, men nè, phụ gia dinh dưỡng nè, men rượu nè. Mấy bữa thì mình có bỏ rượu, nhưng mà giờ mình không bỏ rượu, mình tăng men rượu lên tí. Hết rồi. Bây giờ á, mình đem cái này để vô trong ngay chỗ cái góc kho này. Rồi bắt đầu mình chế nước lạnh. Mình lấy nước lạnh mình chế lên, đậy lên tới trên đây nha. Xong rồi mình đậy nắp, hở hơi hở chút xíu thôi, trong vòng 2 đến 3 ngày, 2 ngày cũng được, 3 ngày cũng được, hở chút xíu thôi. Rồi bắt đầu sau 2 3 ngày đó là bắt đầu mình đậy kỹ lại luôn, mình đè gạch lên trên luôn cho nó kín hơi. Đây. Thùng ủ men 80 lít là từ 8 đến 12 kg mật, từ 7 đến 10 kg tỏi, 150 g men, 150 g protein, với 100 g men rượu. Nhưng mà nãy mình bỏ cái men này ít hơn nè, có 120 đến 130 thôi, hai này 120 đến 130, còn này 70 g thì nó ít tiền lại chút, thôi kệ nó, nhiêu đó cũng được. Rồi cái này 7 đến 10 mình xài 10 kg là 320 nè, mình tính 10 kg là 320 nè. Còn này mình tính 12 kg mật luôn là 120 luôn. Đó, nãy mình cũng bỏ 12 kg rồi, cho nên giờ mình tính 12 kg nè, mật là ở dưới mình là 10.000 kg, là 10 kg là 120. 12 kg và 120 chứ quên. Cái này bọn mình bỏ 12 kg luôn. Cho nên cái xô này mình làm là 12 kg mật, 10 kg tỏi là rất là chất lượng nha. Cực kỳ chất lượng luôn, quá đậm đặc luôn á. Với lại men với protein, với lại men rượu. Đáng lý bỏ rượu, nhưng mà mình không bỏ rượu thì mình bỏ cái men rượu nhiều hơn tí. Rồi nó cũng thành lên rượu, giống như là cái nồng mùi rượu. Thì tất cả cái này là cộng lại thành 505.000. Cái thùng này sẽ là 505.000 chia cho 80 lít thì sẽ là 6.200 một lít. 6.200 đồng một lít men, rất là đậm đặc. Đó. Còn mấy người khác, chỗ khác thì người ta làm loãng hơn, có chỗ 2.000, 3.000, 4.000 thì tùy người ta. Còn cái này là mình chia sẻ về cái men của mình làm nha. Cái men nhà mình làm là mình trộn với lại cái cám của mình là nó chất lượng vậy đó. Cái này á, thì chất lượng hơn đợt vừa rồi luôn. Đợt vừa rồi á, là mình làm là cứ 3 tạ cám là mình bỏ 9 lít.
mình đong á, ca thì 10 lít nhưng mà cái ca mình bị bể cho nên là cuối cùng mình đong lưng thì nó còn 9 lít, 9 lít men, 3 tạ cám. Rồi mình pha thêm nước vô. Còn cái thùng này ít bữa xài tới, cái thùng này nó đậm hơn. Thì 3 tạ cám mình xài khoảng 7 lít đến 7 lít rưỡi men thôi. Tại nó quá đậm đặc thì mình bài xài 7 đến 7 lít rưỡi thôi. Bây giờ bên kia mình còn một thùng rưỡi men, mà cái thùng 60 lít á, vậy là còn tới 90 lít men bên đó. Mình còn 90 lít men là bắt đầu giờ mình làm nè. Mình làm cái này khoảng chừng 1 tuần đến 10 ngày sau là mình làm tiếp một thùng 80 lít nữa. Tại vì mình theo kinh nghiệm của mình á, là ủ mà mình để khoảng chừng làm sao cho được khoảng 2 tuần trở lên là bắt đầu nó mới thơm. Còn nếu mà mình để khoảng 1 tuần trở lại hoặc chưa tới 10 ngày trở lại quay đầu lại á, thì nó còn cái mùi tỏi, mùi nồng dữ lắm, không có thơm. Cho nên là ủ mà khoảng mười mấy ngày, 15, 14, 15 ngày trở lên là nó thơm. Nó thơm thì mình trộn vô cám, nó thơm cám, nó kích thích vật nuôi, nó ăn mạnh hơn, chất lượng hơn. Chứ lại nó ra hết được cái men tỏi rồi, nó chất lượng hơn. Còn cái hạn sử dụng thì mình đã từng làm, mình sử dụng tới 2 tháng, 3 tháng cũng không hư, vẫn còn thơm, không có gì hết trơn. Hạn sử dụng thì không sợ. Bây giờ mình đem cái này vào trong góc đó, mình chế nước đầy lên tới đây. Rồi mình sẽ đậy nắp hơi hở chút xíu trong vòng 2 đến 3 ngày. Rồi mình đậy kỹ là mình đè gạch lại. Lên trong vòng 15 ngày trở lên là bắt đầu mình xài. Video đến đây đã dài rồi, mình xin chúc quý bà con thành công, sức khỏe và hạnh phúc. Xin gặp lại quý bà con vào video sau nhé. Xin quý bà con và các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách cho mình xin lượt like và lượt đăng ký kênh để mình có động lực mình làm nhiều video tiếp hay hơn nha bà con. Rồi, xin chào.